Xin chào mọi người, đây là cái em Fairlink của nhà Discord. Hãng này vừa mới là cập bến luôn nha mọi người, sau bao ngày trong ngóng. Hôm nay Fairlink của Discord đã cập bến, thật là mừng. Đối với những chị em nào mà hôm bữa giờ trong ngóng về cái hàng Fairlink này á, nhanh tay lên đơn nha. Hàng số lượng rất là ít và cái này á là dòng sản phẩm giúp cải thiện kết cấu da, đem lại một cái làn da mịn màng, trắng sáng, hỗ trợ làm mờ tàn nhang, nám đồi mồi, chống lão hóa, tăng cường độ đàn hồi và tái tạo lại cấu trúc của da, chuyên dưỡng trắng và làm đều màu da, mang lại một cái làn da hồng hào rạng rỡ. Da khô ráp, sần sùi, sẹo rỗ được cải thiện, xì khít lỗ chân lông, giảm mụn và giảm dầu thừa trên da, những cái vùng mà da mặt chữ T đó. Dòng sản phẩm này đã cập bến rồi và cách sử dụng như thế nào thì chúng ta sẽ có cái cách hướng dẫn sử dụng ở trên cái hộp như thế này. Nhanh tay đặt hàng nha.